Cô xin chào tất cả các bạn. Tiết toán ngày hôm trước, các con đã được luyện tập các phép tính về phân số và giải toán có lời văn. Tiết toán ngày hôm nay, các con sẽ tiếp tục được luyện tập về một số kiến thức cơ bản của phân số và làm các bài toán có lời văn qua tiết toán luyện tập chung. Bây giờ cô và các con cùng nhau đến với bài tập số 1. Bài 1. Cho các phân số 3 phần 5, 5 phần 6, 25 phần 30, 9 phần 15, 10 phần 12, 6 phần 10. A. Rút gọn các phân số trên. B. Cho biết trong các phân số trên có những phân số nào bằng nhau. Trước khi thực hiện bài tập số 1, bạn nào hãy nêu lại cho cô cách rút gọn phân số. Khi rút gọn phân số có thể làm như sau. Đầu tiên, xét xem tử số và mẫu số cùng chia hết cho số tự nhiên nào lớn hơn 1. Sau đó, chia tử số và mẫu số cho số đó. Cứ làm như thế cho đến khi nhận được phân số tối giản. Vậy, thế nào là phân số tối giản? À, phân số tối giản là phân số cả tử số và mẫu số không cùng chia hết cho số tự nhiên nào lớn hơn 1. Vậy các con đã nhớ lại được cách rút gọn phân số chưa nào? Bây giờ các con hãy thực hiện cho cô bài tập số 1 này vào vở. Các con đã thực hiện xong bài tập số 1 này chưa nào? Bây giờ các con chú ý lắng nghe cô sửa bài nhé. 3 phần 5 là phân số tối giản, vì cả tử số và mẫu số không cùng chia hết cho số nào lớn hơn 1. 5 phần 6 cũng là phân số tối giản, vì cả 5 và 6 không cùng chia hết cho số nào lớn hơn 1. 25 phần 30, cô xét thấy cả tử số và mẫu số cùng chia hết cho 5. Cho nên cô lấy tử số, cô chia tử số và mẫu số cho 5. Cô ra kết quả là 5 phần 6. Phân số 9 phần 15, xét thấy cả tử số và mẫu số cùng chia hết cho 3. Cho nên cô chia tử số và mẫu số cho 3. Cô ra kết quả là 3 phần 5. Phân số 10 phần 12, xét thấy cả tử số và mẫu số cùng chia hết cho 2. Cô chia tử số và mẫu số cho 2. Cô ra kết quả là 5 phần 6. Phân số 6 phần 10, cô xét thấy cả tử số và mẫu số chia hết cho 2. Cô chia tử số và mẫu số cho 2. Cô ra kết quả là 3 phần 5. Và đây là cách trình bày khi chúng ta thực hiện bước rút gọn các phân số. Vậy 3 phần 5, 5 phần 6 là phân số tối giản. 25 phần 30 đã được rút gọn thành phân số tối giản 5 phần 6. 10 phần 12 đã được rút gọn thành phân số tối giản 5 phần 6. 9 phần 15 đã được rút gọn thành phân số tối giản 3 phần 5. 6 phần 10 đã được rút gọn thành phân số tối giản 3 phần 5. Sau khi chúng ta thực hiện xong bước rút gọn phân số, các con quan sát và có thể nhận biết được những phân số nào bằng nhau. Vậy các phân số bằng nhau 3 phần 5 bằng 9 phần 15 bằng 6 phần 10, 5 phần 6 bằng 25 phần 30 bằng 10 phần 12. Vậy là các con vừa thực hiện xong bước rút gọn phân số và tìm các phân số bằng nhau. Bây giờ cô và các con cùng nhau đến với bài tập số 2. Bài 2 như sau. Lớp 4A có 32 học sinh được chia đều làm 4 tổ. Hỏi: A. 3 tổ chiếm mấy phần số học sinh của lớp? B.
3 tổ có bao nhiêu học sinh? Các con hãy đọc lại đề bài toán và phân tích đề bài cho cô biết. Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì? Bài toán cho biết lớp 4A có 32 học sinh được chia đều làm 4 tổ. Bài toán hỏi gì? Hỏi A. 3 tổ chiếm mấy phần số học sinh của lớp? B. 3 tổ có bao nhiêu học sinh? Vậy để biết được 3 tổ chiếm mấy phần số học sinh của cả lớp, các con thấy đó, số học sinh của cả lớp này được chia đều làm mấy tổ? Được chia đều làm 4 tổ. Vậy 3 tổ sẽ chiếm mấy phần số học sinh của lớp? Theo các con, à, 3 tổ sẽ chiếm 3 phần 4 số học sinh của cả lớp. Mà số học sinh của cả lớp là bao nhiêu học sinh? Số học sinh của cả lớp là 32 học sinh. Vậy 3 phần 4 của 32 học sinh là bao nhiêu học sinh? Chúng ta làm như thế nào? Chúng ta sẽ lấy 32 nhân 3 phần 4. Vậy 3 tổ có số học sinh là 32 nhân 3 phần 4 bằng bao nhiêu? Các con hãy tính cho cô kết quả của phép tính nhân này đi nào. Chúng ta ra kết quả là 24 học sinh. Đáp số A. 3 phần 4 số học sinh. B. 24 học sinh. Vậy là vừa rồi cô và các con đã cùng nhau hoàn thành được bài tập số 2. Bây giờ chúng ta đến với bài tập số 3. Ở bài tập số 3 này cũng là giải toán có lời văn. Bài 3 như sau. Quãng đường từ nhà anh Hải đến thị xã dài 15 km. Anh Hải đi từ nhà ra thị xã. Khi đi được 2/3 quãng đường thì dừng lại nghỉ một lúc. Hỏi anh Hải còn phải đi tiếp bao nhiêu km nữa thì đến thị xã. Các con hãy đọc lại đề bài toán và phân tích bài toán này cho cô biết. Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì? Bài toán cho biết quãng đường từ nhà anh Hải đến thị xã dài 15 km. Anh Hải đi từ nhà ra thị xã. Khi đi được 2/3 quãng đường thì dừng lại nghỉ một lúc. Bài toán hỏi gì? Hỏi anh Hải còn phải đi tiếp bao nhiêu km nữa thì đến thị xã. Cô có tóm tắt như sau. Đây là tóm tắt. Các con hãy quan sát tóm tắt này và cho cô biết. Để tính được quãng đường anh Hải còn phải đi tiếp nữa, ta làm như thế nào? Ta sẽ lấy quãng đường anh Hải đi từ nhà đến thị xã trừ cho quãng đường anh Hải đã đi được. Mà quãng đường anh Hải đã đi được bao nhiêu km ta biết chưa? À, ta chưa biết. Chưa biết thì chúng ta cần phải đi tìm. Đầu tiên chúng ta cần đi tính quãng đường anh Hải đi đã đi được là. Muốn tính quãng đường anh Hải đã đi được là, ta làm như thế nào? Các con thấy, anh Hải đã đi được 2/3 quãng đường. Mà quãng đường này lại dài bao nhiêu km? Mà quãng đường này lại dài 15 km. Vậy 2/3 của 15 km này là bao nhiêu km? Ta làm như thế nào? Đúng rồi, ta sẽ lấy 15 nhân 2/3. Sau khi tính được quãng đường anh Hải đã đi được, chúng ta sẽ tính được quãng đường anh Hải còn phải đi tiếp. Các con đã hiểu được chưa nào? Vậy bây giờ các con hãy giải bài toán này cho cô vào vở.
Các con đã thực hiện xong bài giải này chưa nào? Và đây là bài giải của cô. Các con hãy chú ý lắng nghe và sửa bài nhé. Đoạn đường anh Hải đã đi là 15 x 2/3 bằng 10 km. Đoạn đường anh Hải còn phải đi nữa là 15 x 10 bằng 5 km. Đáp số 5 km. Ngoài cách giải này ra, có bạn nào có cách giải khác không? Cô nghĩ rằng sẽ có một số bạn có cách giải khác và cô còn một cách giải khác nữa và cách giải của cô như sau. Mình đầu tiên mình sẽ đi tìm số phần quãng đường anh Hải còn phải đi nữa là 1 - 2/3 bằng 1/3 quãng đường. Đoạn đường anh Hải còn phải đi nữa là 15 x 1/3 bằng 5 km. Đáp số 5 km. Vậy đối với bài toán này chúng ta có hai cách giải khác nhau. Và cả hai cách giải này đều đúng. Vậy vừa rồi cô và các con đã cùng nhau thực hiện xong giải bài toán số 3. Vậy trước khi kết thúc tiết học ngày hôm nay, các con hãy vận dụng lại các kiến thức cô vừa ôn cho các con, cố gắng hoàn thành cho cô bộ câu hỏi. Nếu có thắc mắc gì các con hãy phản hồi lại cho cô nhé. Cô chúc các em và gia đình thật nhiều sức khỏe. Cô xin chào tất cả các em.